Kính thưa cộng đoàn, đối với rất nhiều người, đặc biệt là những người vô thần, thì cái chết là điều kinh khủng. Cái chết là sự tận diệt, bởi vì đối với họ, chết là hết và không còn gì. Thế nhưng đối với những người tin vào Đức Kitô, tin vào Thiên Chúa, thì cái chết lại là điều kỳ diệu. Cái chết lại rất có ý nghĩa và đem lại rất nhiều những điều tốt đẹp cho chúng ta. Theo luật bảo tồn năng lượng do sự quan phòng của Chúa đã an bài, thì bất cứ một vật gì khi nó chết đi, nó cũng sinh ra một sự sống mới. Rồi thí dụ chúng ta đốt một cái cây, đốt nó chết, thì khi nó chết, nó sinh ra năng lượng, sinh ra ánh sáng, sinh ra sức nóng. Đó là sự sống mới. Một hạt lúa, hạt đậu, hạt bắp gieo xuống đất, khi nó chết đi, nó sinh ra nhiều những bông hạt khác. Chính Đức Kitô đã nói, hạt lúa mì mà gieo xuống đất, nếu nó cứ trơ trơ, nó không chết đi, nó không thối đi, thì nó sẽ cứ trơ trơ như vậy mãi. Nhưng nếu nó chết đi, nó mới sinh ra nhiều bông hạt. Những con vật, con gà, con heo, con chó, khi nó chết đi và nó trở thành của ăn cho chúng ta, thì nó sinh ra sự sống cho chúng ta. Có nghĩa là nếu như không có cái chết của những con vật này, thì chúng ta có lẽ khó có thể tiếp tục sống được. Đấy, cái chết của những con vật này đem lại thức ăn, đem lại lương thực, đem lại sự sống cho con người. Và dĩ nhiên cái chết của con người lại càng có ý nghĩa, lại càng đem lại nhiều điều hơn thế nữa. Chúng ta đã thấy có những cái chết của cha mẹ làm những đứa con ở trong gia đình, anh chị em trong gia đình trước đây bất hòa với nhau, xa lìa nhau, lạnh nhạt với nhau, thì sau cái chết và nhờ cái chết của người cha, người mẹ trong gia đình, họ đã xích lại gần nhau, họ đã làm hòa với nhau, họ đã yêu thương nhau như trước. Chúng ta đã thấy những cái chết của đứa con cũng có thể làm cho cha mẹ hòa thuận thương yêu nhau. Cái đây chừng 50 năm, có một cặp gia đình công giáo còn rất trẻ, hai người đều là ca đoàn ở giáo xứ Đồng Tiến ở quận 10. Hai người mới lấy nhau được 5-6 năm thì bắt đầu có sự bất hòa và đã đi đến chỗ gọi là ly thân, mỗi người ở một nơi. Họ có một đứa con mới 5 tuổi. Vào buổi chiều, cháu đi lễ với bà ngoại ở nhà thờ Đồng Tiến. Và trước khi ra về, cháu đến đài Đức Mẹ ở ngoài sân nhà thờ và dâng hương cho Đức Mẹ. Thế mà bởi vì đài Đức Mẹ ở cao, cháu phải trèo lên cái hàng rào. Rồi vô tình cháu đã té vào cái hàng rào bằng sắt đó, nó nhọn, và cháu đã chết tại chỗ. Một cái chết đau thương, một cái chết bi thảm. Nhưng chính cái chết đó, nó làm cho cha mẹ của cháu nghĩ lại, trở về với nhau, sống hạnh phúc, và sống hạnh phúc cho tới ngày hôm nay. Trong lịch sử giáo hội cũng có rất nhiều cái chết. Nhiều người sau khi nhìn thấy cái chết đã nhận ra cái giá trị tạm bợ của đời sống, và các ngài đã nên thánh. Đấy, vậy thì cái chết đem lại nhiều điều tốt đẹp cho những ai biết tin tưởng vào Thiên Chúa, vào Đức Kitô. Vậy thì cái chết mà ngày hôm nay chúng ta mới vượt qua với cùng với Đức Kitô, cái chết của Đức Kitô, một vị Thiên Chúa, một đấng cứu thế, lại càng đem lại nhiều điều kỳ diệu, không những cho bản thân Ngài sự phục sinh vinh hiển,
mà đem đến cho con người, đem đến cho nhân loại rất nhiều điều phúc lợi. Trước hết chúng ta thấy cái chết của Đức Kitô ở trên thập giá. Trước mắt Đức Kitô đem đến sự tha tội cho con người. Đức Kitô tha tội cho quan Phi-la-tô, mặc dù biết ngài vô tội. Ông nói rõ tôi không thấy người này có tội gì, nhưng vẫn kết án để đóng đinh người. Bởi cái sự bất công, Đức Kitô tha tội cho ông. Đức Kitô tha tội cho những người biệt phái, những luật sĩ, những kinh sư Do Thái, chỉ vì ghen ghét với Đức Kitô mà họ đã đang tâm xin đóng đinh Đức Kitô. Đức Kitô tha tội cho Giuđa phản bội. Đức Kitô tha tội cho Phêrô chối Chúa. Đức Kitô tha tội cho các tốt môn đệ của ngài bởi vì cái sự yếu đuối, cái sự hèn nhát của họ. Và chúng ta thấy ngay trên thập giá, khi Đức Kitô đang hấp hối, thì ngài đã tha tội cho một tên tội phạm cùng đóng đinh với ngài. Và nhất là Đức Kitô tha tội cho toàn thể nhân loại, tha tội cho Adam, Eva, tha tội cho tất cả mọi người, cho đến người cuối cùng sống ở trên trái đất này. Bởi vì tất cả đã phạm tội và tất cả phải nhờ công ơn cứu chuộc, nhờ cái chết của Đức Kitô để được sạch tội, để được tha tội. Rồi Đức Kitô lại đem đến sự giao hòa, sự làm hòa giữa Thiên Chúa và con người. Chúng ta biết tội Adam đã làm cho nhân loại trở thành kẻ thù của Thiên Chúa. Khi con người phạm tội, con người trở thành kẻ thù của Thiên Chúa, mất hết mọi quyền lợi và bị Thiên Chúa loại trừ khỏi sự sống của ngài, bị đuổi ra vườn địa đàng và không có hy vọng được sống trường sinh. Thế nhưng nhờ cái chết của Đức Kitô, ngài đã đem lại sự giao hòa, làm hòa giữa con người với Thiên Chúa. Và sự giao hòa đó đã trả lại cho con người tất cả những điều mà do tội lỗi đã làm mà đã đánh mất. Sự tự do của con cái Chúa, tình yêu thương của Chúa, ân lộc của Chúa và dĩ nhiên nhất là phúc trường sinh của Chúa. Và cái chết của Đức Kitô lại sinh ra giáo hội. Chúng ta biết khi Đức Kitô còn sống, ngài chỉ vỏn vẹn có 12 người môn đệ. Vậy mà sau cái chết của Đức Kitô, chúng ta thấy Đức Kitô đã sinh ra cả một giáo hội lớn, một giáo hội vĩ đại. Từ cạnh sườn bị đâm thâu, Đức Kitô đã sinh ra giáo hội, một giáo hội toàn cầu. Chúng ta thấy ngày hôm nay có chỗ nào ở trên thế giới ngày hôm nay, có hòn đảo nào, có ngóc ngách nào, có xóm nào ở trên thế giới này mà không có bóng dáng của người tin theo Đức Kitô không? Giáo hội đã tràn lan hết mọi nơi, giáo hội đã trở thành toàn cầu, giáo hội đã trở thành công giáo, tôn giáo cho tất cả mọi người. Và cùng với giáo hội, Đức Kitô cũng sinh ra một nền văn minh gọi là văn minh Kitô giáo, tức là cái nền văn minh mà thế giới mà chúng ta đang hưởng ngày hôm nay, tất cả những cách ứng xử khôn ngoan, nhân bản, tốt đẹp của con người ngày hôm nay trong xã hội, cách tổ chức xã hội vân vân, tất cả những cái đó chúng ta gọi là nền văn minh Kitô giáo cũng đã được cái chết của Đức Kitô sinh ra. Và nhất là cái chết của Đức Kitô đã đem lại sự sống cho nhân loại. Cái chết đã đi vào trần gian do tội của nguyên tổ và của tội tất cả mọi người chúng ta. Thì cái chết của Đức Kitô đã tẩy xóa tất cả những tội lỗi đó và trả lại sự sống cho con người, trả lại phúc trường sinh cho con người. Ngay khi Đức Kitô còn treo trên thập giá, trước mắt ngài đã tha
tội và đã ban sự sống vĩnh cửu cho tên tội phạm cùng đóng đinh với Ngài. Ngày hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với ta. Đấy, sự sống đã được trao ban cho cái người vẫn mang tiếng là một tội phạm khét tiếng, thì bây giờ Đức Kitô đã trả lại sự sống và trả lại hạnh phúc cho con người bất hạnh này. Tại Đa Châu, tức là một cái trại tập trung khét tiếng của Đức Quốc Xã trong Thế chiến thứ hai, nơi đây đã là cái mồ chôn của hàng triệu người, trong đó có 3.000 linh mục Công giáo. Các ngài đã chết trong trại, nguyên trong cái trại tập trung ở Đa Châu, miền Nam nước Đức lúc bấy giờ. Họ chết phần lớn là do bị nhốt vào trong phòng hơi ngạt. Thế mà nhưng một người Pháp tên là Edmond Michelet, một nhà văn Pháp đã sống sót và sau này trở thành bộ trưởng của nước Pháp, đã kể lại rằng ở nơi chính cái sự hận thù cùng cực đó, ở nơi mà sự chết bao phủ con người đó, vẫn có tình yêu thương, vẫn có sự tha thứ. Và điều này đặc biệt được biểu lộ mỗi buổi sáng khi các linh mục tìm bằng mọi cách để dâng thánh lễ cho những người sắp sửa bước vào phòng hơi ngạt. Phẩm phục của các linh mục là gì? Là những bộ áo tù rách nát. Cái đĩa thánh của các linh mục dâng lễ là cái gì? Là mấy cái đĩa bằng giấy vớ vẩn vậy. Cái chén thánh là cái gì? Chén thánh là mấy cái lọ đựng thuốc ho, đựng ngụy trang. Thế mà sáng nào cũng thấy các linh mục, mặc dù đối diện với cái chết, các ngài vẫn cố gắng dâng lễ, bởi vì biết rằng chính thánh lễ này đem lại sự hy vọng, đem lại niềm tin cho những người tù sắp sửa bước vào cái chết. Cho nên ông nhận xét rằng khi mà các người tù đưa mình thánh đến cho những người, tất cả những người khác, thì ông thấy rằng có một cái sự niềm vui đặc biệt hiện ra ở trên khuôn mặt mọi người. Rồi năm 1944, cũng tại cái trại đó có một phó tế người Đức. Phó tế này đã bị đau nặng và không hy vọng gì có thể sống sót. Cho nên các linh mục đã nghĩ ra cách làm sao để tìm được một giám mục để phong chức linh mục cho phó tế này. Thì may ra cuối cùng họ tìm được một vị giám mục người Đức cũng bị nhốt ở trong cái trại Đa Châu đó. Và rồi tìm bằng mọi cách để ngụy trang không cho lính gác người Đức biết, Đức giám mục đã phong chức linh mục cho người phó tế này. Và cái thánh lễ đầu tiên ngài dâng sau đó là một thánh lễ đặc biệt, một thánh lễ nói lên tất cả tình yêu thương và niềm hy vọng. Rồi đến năm 1989, người ta tổ chức một thánh lễ tại chính nơi xưa đã là cái trại tập trung Đa Châu đó, để kỷ niệm 50 năm Thế chiến thứ hai bắt đầu. Thì trong ngày đó, một thánh lễ đại trà với sự tham dự của hàng trăm linh mục, các giám mục trên khắp thế giới, không phải để nhắc lại sự hận thù ngày xưa, mà là đưa ra một sứ điệp của tình yêu thương và của lòng tha thứ. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, tại cái nơi mà có thể nói là sự thù hận, cái sự chết chóc đã đi đến đỉnh cao của con người, thì cũng nơi đó lại xuất phát
tình yêu thương và lòng tha thứ. Và cũng thế, trên cây thập giá, nơi mà gọi là tập trung những cái gì là dã man nhất của con người, những cái gì là thô bạo nhất của con người, xấu xa nhất của con người, hận thù, chém giết, ganh ghét và cái chết, thì Đức Kitô đã đem lại sự tha thứ, ơn giao hòa, và đã sinh ra giáo hội, và nhất là đã đem lại sự sống cho tất cả nhân loại. Xin cho mỗi người chúng ta nhờ niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, chúng ta luôn luôn tin tưởng và biết rằng nếu như chúng ta cùng chết với Đức Kitô, cùng trận chấp nhận đau khổ với Đức Kitô, cùng chấp nhận đi con đường thánh giá của Đức Kitô, thì chúng ta cũng hy vọng chúng ta cũng sẽ được bước vào vinh quang phục sinh với Đức Kitô, vinh quang sống vĩnh cửu, vinh quang sống muôn đời với Đức Kitô. Xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta một lần nữa tuyên xưng niềm tin của